Thưa quý vị, cái phần trình diễn vừa rồi bằng những cái câu hát dân ca cũng có, những bài ca cổ của Nam Bộ cũng có. Đó là một trong những gọi là nội dung mà chúng em thường xuyên diễn tại sân khấu của mình vào tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Nó cũng có hạn hẹp một cái chỗ là chỉ phục vụ được cho đối tượng khán giả là đến trực tiếp với đoàn mà thôi. Thì Lộ và cộng sự của mình mới cho ra đời là dự án là Loto Online, có nghĩa là quý vị có thể chơi trực tuyến. Hôm nay Lộ có mặt tại đây kêu gọi tất cả các anh chị 10 tỷ cho 20% cổ phần của dự án này. Em cũng xin một offer thêm nữa cho cái phần này. Ngoài cái 10 tỷ mà quý vị có thể đầu tư 20% cổ phần của online, thì em cũng xin quý vị 1 tỷ thôi. Dạ, cho 10% cổ phần của offline. Là một cái deal khác đúng không? Dạ. Vậy là mình sẽ có hai công ty, một công ty online và một công ty offline. Cái online này đó là tụi em dựa trên cái nền tảng của offline. Cho nên vì em thấy cái sự phát triển của cái nền tảng offline, những cái buổi biểu diễn của tụi em á bị full. Có nhiều bạn ở nước ngoài hoặc là những cái bạn ở xa không thể đến xem đoàn được. Không được, thường nhà đầu tư vào công ty mẹ và sẽ không bao giờ đầu tư vào một công ty riêng biệt. Mình sẽ thành lập mới dựa trên kinh nghiệm trước đây bên đây. Nếu mà em đồng ý bao gồm hết tất cả vào một công ty và gọi vốn cho công ty chính thì có thể. Nhưng nếu mà em tách ra là chắc chắn sẽ không thể. Em cũng hiểu là cái khó khăn của chị, nhưng mà cái bộ môn này nó rất là đặc thù. Em đảm bảo với chị và hôm nay cái sự xuất hiện của em và tất cả các thành viên còn lại, đó là một sự đặc biệt rồi. Cái loại hình nó đã khác và hình thức kinh doanh cũng đã khác. Tới thời điểm hiện tại thì vốn cứng tụi em là 3,5 tỷ. Nhưng mà cái thời điểm đầu em chỉ có cái lòng cầu đó với 3 con gấu thôi. Đó cho nên là căn bản của một đoàn Loto nó rất nghèo. Em chỉ có thể suy nghĩ được phát triển nó dựa vào những đối tác của mình. Anh hiểu. Nhưng người làm chính ấy thì lại đang tập trung cho mảng offline, và mảng offline đây đang kiếm được tiền. Dạ. Và mảng online là mảng tiềm năng, gọi như bởi vì mình bị giới hạn về scale cho nên mình mới làm online. Nhưng cái thời gian thì có hạn. Chính vì thế thì nó gặp một cái vấn đề mà rất nhiều cái công ty, đặc biệt là nhiều startup đang gặp phải, là cái mảng mà đang kiếm tiền ấy thì tôi tách riêng ra cho tôi. Còn tôi chỉ kêu gọi đầu tư của các shark là vào, ví dụ, hoặc là các nhà đầu tư vào dự án mà tôi nghĩ chưa biết nó sẽ như nào. Mà ví dụ như ngay cả bạn là Lộ hả? Dạ. Thì tập trung vào offline đi, bạn đang kiếm tiền rất tốt về offline thì bạn sẽ lơ lài trong mảng online. Thì dẫn đến online không thể phát triển được. Ai cũng biết Loto là một cái trò vui chơi có thưởng, tức là nó thuộc vào nghề kinh doanh xổ số. Mình gọi là kinh doanh xổ số cho nó văn minh. Dạ. Nhưng mà nó gọi là bản chất của nó là cờ bạc. Thực ra đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời hay là hình thức Loto dân gian hiện tại đang rất là bị mai một. Trò chơi này là dân gian của Nam Bộ và miền Trung. Ở miền Trung có một cái đặc thù cũng giống như vậy là bài chòi luôn. Tới thời điểm hiện tại thì trò chơi dân gian Loto vẫn chưa được công nhận đó là một loại hình văn hóa dân gian. Anh như anh thấy đó, quà của anh nó không có được quy đổi bằng tiền. Nó là tặng phẩm và người nghệ sĩ phải đứng trên sân khấu và phải làm rất là nhiều. Một đêm có thể là hát tới 4 tiếng đồng hồ lần. Cho nên những người giống như các chị hồi nãy ở đây mà kêu Loto cho tất cả quý vị nghe đó, thì họ không được có công việc làm ăn ổn định. Vì lý do đó mà Lộ đã thành lập đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời. Cho nên quý vị mà đầu tư đôi khi đó là một ý nghĩa xã hội thiện nguyện rất là lớn. Song song đó, những người hát Loto như tụi em mà về già đó thì không có con cái, thì bắt buộc là mình phải có cái quỹ để giống như em hỗ trợ cho họ. Nói thật là em thấy ai thương là em cứ gom bề. Thực ra là anh đánh giá rất cao cái Loto này. Và anh đánh giá rất cao cái ý nghĩa về xã hội. Anh thì cũng có bệnh viện, mà trong đấy có nhà dưỡng lão. Hy vọng là sau này trong nhà dưỡng lão của anh có một góc để cho các bạn ở Loto, sau khi một ai đấy đầu tư cho các bạn. Cái mà anh lo nhất ý, là giấy phép. Người ta có thể coi là mình là hoạt động có ý nghĩa xã hội, nhưng cũng có thể vì góc nhìn của họ, họ sẽ nghĩ là đánh bạc. Anh rất tiếc là anh không đầu tư được, chứ anh mà đầu tư, anh đầu tư luôn cả nhà hát. Nghe các bạn nói, và thực sự tôi cũng rất là chia sẻ với các bạn. Tôi thì không quan trọng về vấn đề chia lợi nhuận, và chính các bạn cũng là cái người mà tôi cảm thấy rất là khó khăn để hội nhập với cả cộng đồng. Vì thế mà tôi đồng ý hỗ trợ các bạn là 1 tỷ với 10% offline. Dạ, em xin cảm ơn chị rất là nhiều, và cho em xin một chút xíu thời gian nữa thôi. Em nói thật luôn, nếu bây giờ một ca sĩ Loto họ không hát Loto nữa, bước ra ngoài họ không xin được việc. Tôi rất hiểu điều đấy, cho nên là tôi sẵn sàng giúp cho các bạn có công ăn việc làm và vừa để có thể kiếm sống trong những cái lúc khó khăn. Dạ, em cảm ơn chị đã hiểu và rất là đồng cảm với tụi em. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều.